Các bạn đang nghe truyện độc tu của tác giả Thủy Đạo Bất Cô trên kênh TV Audio CV. Chương 375, bỗng dưng lại nhặt được tiền, ai mà không vui vẻ. Tại sao lại khẳng định như vậy? Vì trong tình huống tất cả mọi người đều ẩn thân, cúc mục cẩm sử dụng, thâm ẩn, sẽ làm pháp lực tiêu hao càng lớn hơn hạ nhược tuyết. Đó chính là một nhược điểm khiến cho nàng không thể địch lại đối phương. Bởi vậy mà thoạt nhìn, thiền âm bí kiếm, rất mạnh mẽ, nhưng trên thực tế, nó lại kém xa, bạch cốt huyết ma công. Lý thủy đạo lại lấy thượng phẩm pháp khí phi sa thương từ bên trong túi trữ vật ra, trực tiếp chọc một thương vào khe hở trên cửa sắt, hung hăng cậy nó lên. Cánh cửa sắt đi thông xuống dưới lòng đất ầm ầm mở ra, huyết vân mênh mông trực tiếp chui thẳng vào thông đạo trước mắt. Đột nhiên từ dưới lòng đất truyền ra một tiếng gầm đầy hoảng sợ. a, à, Đây là thứ gì, ta? Tiếp gia ta tuyệt không thể bị diệt, diệt tộc không. Đừng có giết ta, van cầu ngươi, tha cho ta đi. Tiếng gào khóc thê lương ấy cứ một mực quanh quẩn bên trong thông đạo, nhưng rất nhanh toàn bộ những âm thanh đều ngưng bặt. Huyết vân từ dưới lòng đất bay ra, nhanh chóng tiêu tán. Hạ nhược tuyết tóc dài mặc một bộ áo đen, vẫn đứng nguyên tại chỗ, cánh môi của nàng đã đỏ lại càng thêm đỏ, huyết sắc trên mặt càng ngày càng nồng đậm, mang vẻ yêu diễm đến tột cùng. Phu quân, ta đã xử lý sạch sẽ rồi con ngươi tối đen của hạ nhược tuyết khẽ chớp động nhẹ nhàng nói một câu đi xuống nhìn xem lý thủy đạo lại dẫn theo hai nàng đi xuống tầng hầm ngầm trước mắt tầng hầm ngầm này không lớn ngay cả thông đạo cũng chỉ rộng chừng ba mươi mét vuông nhưng lại có tới bảy tám bộ thi thể đang nằm ngổn ngang khắp chốn có điều hiện tại tất cả chúng đều bị hút thành thây khô cả rồi dưới tình huống bình thường nếu gia tộc gặp phải đại nạn nhóm cao tầng trong gia tộc sẽ trốn vào từ đường lại trực tiếp chen nhau chui sâu vào nơi bí mật nhất của gia tộc, trong lòng hy vọng trốn tại mật khố này, có thể cầu được một đường sinh cơ. Hơn nữa bác quái tỏa bên ngoài mật khố của gia tộc cũng không dễ mở như vậy. Muốn mở thứ này ra, không chỉ cần, chìa khóa, còn phải tinh thông trận pháp, lại dựa theo thiên can địa chi, tính toán thôi diễn mới có thể thuận lợi mở được. Nếu không, tất sẽ xúc động cơ quan, làm cái khóa này bắn ra hồng quang tận trời, nói cho tất cả mọi người cùng biết ở nơi đây đang có người lén lút mở bảo tàng bên trong mật thất dưới lòng đất còn có một mặt bát quái tỏa thứ này được đúc bằng đồng thau có dạng hình tròn đường kính khoảng một thước mặt ngoài của bát quái tỏa khắc đầy hoa văn phức tạp đồ án tinh mỹ đang vào cùng một chỗ hình thành nên ba vòng quẻ tượng trong ngoài liên kết với nhau mỗi một quẻ tượng đều đại diện cho một loại thiên địa chi đạo riêng biệt trong đó bao gồm tám quẻ vị càng khôn chấn tốn, khảm, ly, cấn, đoài. Trên mỗi một loại quẻ vị đều khắc ký hiệu thiên can tương ứng, hình thành nên một loại trận pháp có kết cấu độc đáo vô cùng. Để thuận lợi mở ra bát quái tỏa ở thiên trì bảo kia, hàng ngày Lý Thủy Đạo đều vùi đầu vào nghiên cứu thứ này, tới hôm nay rốt cuộc hắn cũng có cơ hội thực chiến một lần. Ta sẽ không nhiều lời vô nghĩa, chiếc khóa này đã mở, bên trong chính là tộc khố của tiết gia, nhiều thì không chắc nhưng khẳng định là sẽ có mấy vạn linh thạch với dung lượng túi trữ vật của ba người chúng ta chắc chắn không thể mang hết đi được. Bởi vậy khi bước vào bên trong, thứ đáng giá hãy lấy, linh thạch thì đừng cầm, trừ phi là trung phẩm linh thạch. Lý Thủy Đạo bình tĩnh nói. Hạ Nhược Tuyết cùng với Cúc Mục Cẩm đều gật gật đầu, trên mặt hai người cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Nói cho cùng, bỗng dưng lại nhặt được tiền, ai mà không vui vẻ, nếu không biết chìa khóa mà mù quán đi mở bát quái tỏa này ra, tất cả mọi người sẽ bị vây tại trận pháp bên trong căn phòng đá này. Bởi vậy, hai người các nàng cứ ra ngoài chờ trước, để ta mở khóa đã, dù bị nhốt vào trong trận, cũng chỉ một mình ta bị vây thôi. Mặt khác, nếu bị kích hoạt, bác quái tỏa này sẽ đồng thời tản ra một luồng hồng quang tận trời. Luồng linh quang này không thể ngăn cản được, e rằng khi ấy sẽ có địch nhân bị hấp dẫn đến nơi đây. Lý Thủy Đạo nghiêm túc nói. Vậy lại đúng lúc ánh mắt hạ nhược tuyết lộ ra hung quang nói. Lý Thủy Đạo nhìn về phía nương tử nhà mình, vẻ mặt ngưng trọng nói, người bình thường tới đây thì thôi, nhưng nếu băng tuyết kiếm sư bị hấp dẫn quay lại, nàng có nắm chắc thắng được hắn hay không, vẻ mặt hạ nhược tuyết lập tức chuyển thành cứng đờ, hàng chân mày khẽ nhăn lại. Hai người các nàng hãy nghe ta nói mà đợi bên ngoài mật thất, một khi nhìn thấy hồng quang tận trời xuất hiện, có nghĩa là ta đã bị nhốt vào trong trận rồi. Khi đó, các nàng hãy dùng pháp thuật tới oanh kích trận pháp dưới lòng đất. Chúng ta nội ứng ngoại hợp phá trận trước, phá trận xong, trực tiếp lao vào cầm đồ bỏ chạy, tuyệt đối đừng có ở lại quá lâu. Lý Thủy Đạo lại dặn dò. Tuyết Nhi, nếu nàng thực sự muốn giết người, có thể trốn vào trong núi rừng gần đây quan sát, đợi cho đến khi Linh Quang tiêu tán, chừng một chén trà nhỏ nếu không có cao thủ tiến đến, nàng hãy quét sạch những tên phế vật muốn đến kiếm chát kia đi. Lý Thủy Đạo lạnh giọng nói. Hạ Nhược Tuyết gật đầu, tỏ vẻ bản thân đã hiểu. Việc này không nên chậm trễ, các nàng ra ngoài đi. Lý Thủy Đạo lại mở miệng phân phó. Hai nàng không nói gì thêm đã nhanh chóng rời khỏi khu mật thất dưới lòng đất này. Bên trong tầng hầm ngầm lạnh lẽo chỉ còn lại một mình Lý Thủy Đạo. Hắn vỗ một cái vào túi trữ vật, trực tiếp lấy ra tám cây trận kỳ, lần lượt cắm chúng vào tám góc bên trong tầng hầm ngầm. Đây là lấy trận phá trận chi thuật, tới đây, Lý Thủy Đạo tỏ ra cực kỳ chuyên chú, bắt đầu chuyển động bát quái tỏa. Ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm vào quẻ tượng trên khóa, dựa theo pháp tắc thiên can, bắt đầu điều chỉnh vị trí của từng quẻ vị và phương hướng. Vòng quẻ tượng đầu tiên bắt đầu xoay tròn. Theo quá trình Lý Thủy Đạo điều chỉnh, một luồng quang mang mỏng manh lập tức tản ra trên chiếc khóa. Thật hiển nhiên, vòng đầu tiên trong 8 vòng quẻ vị đã dần dần được sắp xếp hợp lý. Cái khóa nọ chợt phát ra một tiếng răng rắc, mỏng manh, đã thành công mở ra vòng thứ nhất rồi. Lý Thủy Đạo cũng không dừng lại, hắn tiếp tục chuyển động bát quái tỏa, điều chỉnh vòng quẻ tượng thứ hai. Hắn dựa vào sự hiểu biết của mình về pháp tắc của thiên can địa chi để điều chỉnh chính xác vị trí cùng với góc độ của từng quẻ vị. Vòng thứ hai quẻ tượng bắt đầu xoay tròn, hào quang dần dần trở nên sáng ngời. Vòng khóa thứ hai cũng thành công mở ra. Trong lòng Lý Thủy Đạo âm thầm vui vẻ, cơ hội hắn có được bảo tàng bên trong tộc khố của tiết gia đang càng ngày càng gần. Hai vòng bát quái tỏa trước đều được mở ra vô cùng thuận lợi, nhưng vấn đề là hai vòng trước chỉ khảo nghiệm về trình độ trận pháp mà thôi, chìa khóa khảo nghiệm chân chính lại là vòng thứ ba. Với tiền đề là bản thân không biết chìa khóa, hắn cũng chỉ có thể dựa vào thiên đại vận khí, mới có thể trực tiếp mở khóa mà không phát động cấm chế bên trong. Lý Thủy Đạo âm thầm một tính toán một hồi, sau đó mới bắt đầu chuyển động vòng thứ ba. Hắn điều chỉnh vị trí của từng quẻ vị vô cùng cẩn thận, chỉ hy vọng có thể tìm được tổ hợp chính xác. Nhưng có quá nhiều tổ hợp, tuyệt đối là thiên biến vạn hóa. Ngay cả khi hai vòng trước đã chuyển đúng vị trí rồi, thì ở vòng thứ ba này vẫn có hơn 500 loại biến hóa, muốn dựa vào vận khí để mở khóa, xác suất thành công chưa được không? 2% Chỉ nghe, răng rắc, một tiếng. Là ăn khớp rồi, Lý Thủy Đạo lập tức ngừng động tác trên tay, ánh mắt cắt cao nhìn chầm chầm vào bát quái tỏa, chờ mong cánh cửa trước mắt mở ra. Đang lúc Lý Thủy Đạo cho rằng, cánh cửa đã mở được rồi, thì không ngờ bát quái tỏa lại đột nhiên phát ra một tiếng gầm rú trầm thấp, vòng quẻ tượng thứ ba bắt đầu xoay tròn kịch liệt, hồng quang tản ra bốn phía. Dưới hồng quang chiếu rọi, một chuỗi phù văn thần bí lập tức xuất hiện ở mặt ngoài bát quái tỏa, tản ra lực lượng cấm chế mạnh mẽ. Lý Thủy Đạo trực tiếp cảm nhận được một luồng áp lực vô hình, giống như cả không gian đều muốn xông tới, áp bức hắn. Còn ở bên ngoài, một luồng hồng mang chói mắt lập tức phóng lên cao, tín hiệu cảnh báo đâm thủng chân trời. Ngay tức khắc, toàn bộ phạm vi trăm dặm bên ngoài Thúy Bình Sơn đều có thể nhìn thấy luồng hồng quang tận trời này. Cùng lúc đó, dưới chân lý thủy đạo cũng hiện ra một vòng bát quái trận pháp không ngừng lặp đi lặp lại. Trận văn độc đáo của nó cùng với chuỗi phù văn phức tạp vừa xuất hiện lúc nãy kia trực tiếp đang xen vào nhau. Chuỗi phù văn ban đầu lóe lên từng tia hào quang chói mắt, giống như châm lửa ngay trong không khí, chúng trực tiếp khuếch tán ra ngoài, tạo thành một vùng kết giới năng lượng vừa khổng lồ vừa kiên cố. Lý Thủy Đạo lập tức cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ ẩn chứa bên trong trận pháp kia, nó giống như một dòng nước lũ không thể ngăn cản được, hung hăng lao tới gắt cao mà trói buộc hắn. Thân thể hắn bị thứ lực lượng này trực tiếp giam cầm lại, không thể làm ra bất cứ động tác gì. Dường như không gian xung quanh hắn vừa bị một loại áp lực vô hình nhưng vô cùng nặng nề bao phủ, chèn ép cho hắn vừa khó thở vừa có cảm giác toàn thân vô lực. Vào lúc này, chuỗi phù văn trận pháp ấy bắt đầu xoay tròn, ngưng tụ thành màn sáng càng chói mắt và kiên cố hơn, tựa như một quần sáng thật lớn hoàn toàn phong tỏa lý thủy đạo ở bên trong. Quần sáng kia giống như một cái lồng giam vĩnh hằng, cắt cao trói buộc hắn lại, khiến cho hắn không thể đào thoát được. Ở thời điểm hồng quang phóng lên cao, hạ nhược tuyết trực tiếp giang hai tay ra, bạch cốt khô lâu cũng đồng thời mở miệng rít gào rồi vặn vẹo biến hình. Chỉ chớp mắt sau, nó đã hóa thành một thanh ma đao thật lớn. Đây mới là hình thái chân chính của bạch cốt ma nhận. Thân đao do bạch cốt khô lâu tạo thành, tản ra khí tức âm lãnh kinh nhân. Phần lưỡi ma đao được bao trùm bởi một tầng huyết tương đặc sệt, tựa như máu tươi ngưng kết mà thành, không ngừng lóe lên một mảnh hồng quang quỷ dị. Huyết tương phun trào trên thân đao, giống như vô số oan hồn đang hò hét lực lượng của huyết tương này khiến ma đao thay đổi trở nên càng thêm hung mãnh lưỡi đao lại tản ra một luồng sát ý làm tim người ta đập liên hồi hạ nhược tuyết dùng cả hai tay nắm chặt thanh bạch cốt ma nhận khổng lồ ấy trực tiếp bổ một đao về phía cấm chế dưới lòng đất một đao hạ xuống như sấm sét nổ vang phần lưỡi sắc bén của ma đao va chạm cùng quần sáng bên trên cấm chế phát ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc kèm theo một luồng lực lượng phản chấn khủng bố đi tới quét sạch xung quanh ban đầu cúc mục cẩm cũng muốn đi tới ra tay nhưng nhìn thấy tình cảnh này cũng chỉ có thể lùi lại né đi thật xa vốn dĩ nàng là thích khách mà không phải chiến sĩ bởi vậy loại hoạt động mạnh mẽ cường công phá hư cấm chế kiểu này nàng thực sự không làm được chỉ thấy lực lượng mạnh mẽ bùng nổ một làn sóng xung kích thổi quét ra ngoài cuốn bay đám đất đá xung quanh hình thành nên một mảnh mưa rền gió dữ quần sáng bên trên cấm chế khẽ rung động nhưng không chút tổn hao Hiển nhiên nó đã chịu đựng được một kích khủng bố ấy. Tuy một kích này không phá được quần sáng bên ngoài trận pháp, nhưng lại mang đến một cơ hội thở dốc hiếm hoi cho Lý Thủy Đạo, kẻ đang bị lực lượng của trận pháp ép tới không thể nhúc nhích được. Chính là lúc này, lên. Lý Thủy Đạo hét lên một tiếng. Chỉ thấy tám lá cờ đã được cắm sẵn dưới đất từ trước lại đồng thời xuất hiện linh quang lấp lánh. Tám cây trận kỳ, linh quang lóe sáng, dựng nên kết nối hình thành một đạo trận pháp hoàn toàn mới trong trận có trận chỉ có thể quấy nhiễu lẫn nhau đây là nguyên lý lấy trận phá trận vị trận kích phát quá đột ngột khiến cho khốn trận màu vàng đất trực tiếp bị tách đi ít nhất là một nửa lực lượng rốt cuộc nó cũng không thể ngăn cản được bạch cốt ma nhận của hạ nhược tuyết chỉ trong nháy mắt sau đó thế trận trong ngoài giáp công được thành lập tại khoảnh khắc hào quang đang xen vào nhau đã hình thành nên một luồng lực lượng trùng kích mạnh mẽ khiến cho quần sáng trận pháp màu vàng đất ầm ầm sụp đổ phá hạ nhược tuyết quát lên một tiếng chói tai đao phong trên bạch cốt ma nhận cắt qua quần sáng truyền đến một tiếng đao ngân vang dội quần sáng cấm chế bị một đao này chém cho sụp đổ quang mang vỡ vụn vẫy ra chung quanh như pháo hoa nở rộ vào khoảnh khắc quần sáng vỡ tan lý thủy đạo lập tức chớp lấy thời cơ nhanh chóng nhằm thẳng phía bác quái tỏa chỉ thấy hắn vươn tay tới đè hai cái đĩa quay ở trung gian xuống rồi hung hăng chuyển động cái vòng quay thứ ba vòng quay thứ ba điên cuồng chuyển động thiên can địa chi bát quái trực tiếp đang xen vào nhau khiến cho mối liên hệ giữa bát quái tỏa và trận pháp linh mạch trực tiếp đạt đến trạng thái quá tải xuống dưới cho lão tử hai tay lý thủy đạo cầm lấy bát quái tỏa hung hăng kéo một cái chỉ nghe một tiếng răng rắc vang lên bát quái tỏa vốn được thảm trong tường đã bị hắn cưỡng chế tháo xuống dưới. Bộ phận bột phát ra luồng hồng quang tận trời bên trên bát quái tỏa cũng theo đó mà đóng lại. Lý thủy đạo vỗ vỗ bụi đất trên bát quái tỏa, rồi không chút do dự đã trực tiếp nhét cái khóa an toàn trị giá mấy ngàn linh thạch ấy vào trong túi trữ vật. Khẳng định là bên trong tàn bảo khố của tiết gia vẫn còn thứ quý giá hơn bát quái tỏa càng, nhưng để mở ra bát quái tỏa tại thiên trì bảo, Lý Thủy Đạo vẫn quyết định thu vật này vào trong túi trước. Dù sao bác quái tỏa cũng là pháp khí trận đạo, loại pháp khí này hiếm thấy vô cùng. Lúc này, hai người hạ nhược tuyết và cúc mục cẩm cũng cùng nhau nhảy xuống tầng hầm ngầm. Tuy tín hiệu cảnh báo hồng quang đã đóng, nhưng luồng sáng chói mắt lúc trước cũng kịp hấp dẫn nhóm cường giả tại Thúy Bình Sơn đến đây rồi, nhất là băng tuyết kiếm sư kia, lỡ như đối phương giết cái hồi mã thương, chẳng phải ba người đã rơi vào tình cảnh nguy cấp có thể mất mạng rồi sao bởi vậy nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh rút lui gọn lại nói sau khi bác quái tỏa bằng đồng thau bị lý thủy đạo tháo từ trên tường xuống dưới bên trên để lại một lỗ thủng cực lớn vệt nứt không ngừng kéo dài khiến cho cả vách tường vốn đang hoàn chỉnh trực tiếp ầm ầm đổ sập để lộ ra tàn bão khố của tiết gia ánh mắt ba người bọn họ đồng thời ngưng tụ lại hóa ra bên trong tàn bão khố vẫn còn người khác người này là một vị trung niên, dáng người có chút cao lớn, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ uể oải, trên người có một vệt kiếm thương rõ ràng, hàng khí bám vào miệng vết thương, khiến cho vết thương nọ không thể khép lại được. Khi đối phương nhìn thấy ba người Lý Thủy Đạo xâm nhập vào trong, con mắt lập tức mở to thành hình tròn, vẻ mặt vốn đã uể oải lại càng thêm tái nhợt, khóe miệng khẽ nhếch, tức giọng run rẩy hỏi, các ngươi là ai? Vì sao lại xâm nhập, giết? Không đợi người này nói xong, Lý Thủy Đạo đã không chút do dự ra lệnh. Hạ Nhược Tuyết khoát tay, một luồng huyết luyện thần quang thô to lập tức bay tới, bao phủ người này vào trong. Dưới thần quang bao phủ, thân thể đối phương bắt đầu run rẩy, từng luồng tinh huyết bị hút ra ngoài. "Ta là tộc trưởng Tiết gia. Đừng có giết ta." Hóa ra nam tử này chính là tộc trưởng của Tiết gia. Phải biết rằng, tu vi của người này vốn không kém, đáng tiếc cả lại bị Băng Tuyết kiếm sư đánh bị thương phải trốn vào trong bảo khố của gia tộc chữa thương, hiện giờ lại đúng vào thời điểm khẩn yếu quan đầu, căn bản không thể chống cự được công kích. Âm thanh cầu xin tha thứ đột nhiên ngưng bặt. Dưới uy lực của huyết luyện thần quang, thân thể tộc trưởng tiết gia nhanh chóng khô quắt lại, hóa thành một bộ thây khô héo úa. Tuy không gian bên trong tàn bảo khố của tiết gia không lớn, nhưng bảo vật lại rực rỡ muôn màu. Ở trung tâm của tàn bảo khố có bày một cái bàn tinh mỹ, trên bàn đặt đầy các loại pháp khí. Hai bên cạnh cái bàn nọ, lại lần lượt đặt hai cái giá. Cái giá bên trái đựng rất nhiều đan dược đủ loại, trong khi cái giá bên phải lại nhét đầy sách. Trong một góc phòng khác còn có mấy rương gỗ lớn, không cần xem cũng biết bên trong đều là tiền ngọc và linh thạch. Phải biết rằng, dù ba người bọn họ có đựng đầy túi trữ vật, cũng chỉ mang được nhiều nhất là 500 khối linh thạch. Trong khi chỉ cần tùy tiện lấy một kiện trung phẩm pháp khí cũng lớn hơn con số này rồi, bởi vậy ba người ngay cả liếc mắt cũng chẳng buồn nhìn mấy cái rương kia một cái. Lý Thủy Đạo trực tiếp đi về phía cái giá đựng đầy sách, trực tiếp vươn tay tới, chộp lấy một cuốn ngọc sách. Lại nói, toàn bộ những loại truyền thừa trân quý nhất bên trong gia tộc đều được đặt vào trong bảo khố, mà trong số những loại truyền thừa này, ngọc sách vốn là thứ trân quý nhất. Cúc Mục Cẩm lại đi tới bên cạnh cái giá đựng đầy đan dược. Một viên đan dược tăng lên tu vi nhị giai ít nhất cũng có giá 6, 70 linh thạch, một bình 10 hạt ít nhất cũng 6, 700 linh thạch, nếu có thể nhặt được một viên âm dương hóa linh đan, thật hiển nhiên, giá trị của một viên đan dược như vậy hoàn toàn có thể sánh ngang với một kiện thượng phẩm pháp khí, mấu chốt là nó quá nhỏ, gần như không hề chiếm vị trí. Nhưng khi Cúc Mục Cẩm chuẩn bị kiếm chắc một chút tiền của phi nghĩa, toàn thân lại sững sờ tại chỗ hàng thủy độc đan băng phách độc đan hàng phách đan băng thi đan tên của những loại đan dược này vừa nhỏ vừa mỏng còn là chữ cổ truyện loại chữ được lưu hành phổ biến ở thời nhà tần xuân thu chiến quốc cực kỳ khó phân biệt cúc mục cẩm đọc những cái tên nọ mà muốn hoa cả mắt rốt cuộc là đan dược gia tăng tu vi đang ở đâu cúc mục cẩm đã vội đến kiển chân rồi trong khi ấy Lý Thủy Đạo đã trực tiếp nhét đồ trên tay vào túi trữ vật rồi, trên tay trái của hắn còn cầm theo một cuốn sách trận pháp thật dày. Lại nói, Lý Thủy Đạo hắn cũng không dùng hết tâm trí vào chuyện tìm kiếm công pháp và phối phương đang dược. Bởi vì công pháp vốn là thứ cần chú ý đến năng lực tiếp nhận của bản thân mình, quý ở tinh chứ không quý ở nhiều. Còn đan đạo lại là một môn công phu nhất thông bách thông, mấu chốt là phải, cần cù tu luyện. Bởi vậy người ta mới có câu, thuộc năng sinh xảo, xảo khả thông thần. Trừ phi là phối phương đang dược đặc thù, nếu không cũng chẳng cần phải. Lúc này, Lý Thủy Đạo thực sự không có thời gian để cẩn thận phân biệt những cuốn sách trên giá, bởi vậy ngoại trừ cuốn sách trận đạo thật dày kia là thứ hắn cố ý lấy đến, thì toàn bộ những thứ khác, hắn đều chọn ngọc sách, chờ tới lúc trở về lại chậm rãi phân biệt chúng sau. Kể cả khi trong số này chỉ có một quyển hữu dụng, Giá trị của nó cũng vượt xa một kiện thượng phẩm pháp khí rồi. Cùng lúc này, trên hai tay của Hạ Nhược Tuyết đều cầm lên một kiện thượng phẩm pháp khí, lần lượt là một tấm lá trắng và một kiện pháp y được đan bằng lông chim màu đen. Chỉ thấy lòng bàn tay nàng lóe lên hồng quang, hẳn là đang luyện hóa, phải biết rằng, nếu pháp khí không được luyện hóa, chúng sẽ không thể thu nhỏ lại, một khi không thể thu nhỏ lại sẽ không để được vào túi trữ vật, cũng không thể lấy nhiều hơn. Đừng luyện hóa nó cầm đi mau. Lý Thủy Đạo dùng một bàn tay khác, không cầm theo thứ gì, để tóm lấy một kiện pháp y được đan bằng lông chim màu trắng, rồi trực tiếp làm đầu tàu gương mẫu rời đi. Hạ Nhược Tuyết thấy phu quân rời đi, cũng theo bản năng mà trực tiếp chạy theo hắn. Cúc Mục Cẩm, hai người này chạy nhanh như vậy, trên trán Cúc Mục Cẩm rịn ra một giọt mồ hôi lạnh. Hiện tại nàng còn chưa lấy được một bình đan dược nào trong khi tròng mắt nhìn tên của các loại đan dược trên giá, đã nhìn đến hoa lên rồi. Hành động dứt khoát của hai người kia mang đến cho nàng áp lực cực lớn. Đang lúc nàng quyết định tùy tiện lấy hai bình đang dược rồi bỏ chạy, đột nhiên lại phát hiện ra một bình, tuyết vực băng hoa đan. Thứ này không chỉ là đang dược gia tăng pháp lực, nó còn có thể trợ giúp nàng đột phá bình cảnh dung linh sơ kỳ, nếu tu vi lại tiến thêm một bước, dựa vào đạo pháp tương dung, thậm chí nàng có thể phi hành trong trạng thái ẩn thân. Lúc đó, nếu nàng tiếp nhận nhiệm vụ ám sát, gần như có thể mười phần chắc chính rồi. Sau khi cúc mục cẩm lấy đi bình, tuyết vực băng hoa đan, nàng lại tiện tay cầm thêm mấy bình đan dược khác, dứt khoát nhét chúng vào trong túi trữ vật, lại quơ tay, lấy đi một thanh trường kiếm màu xanh, mới quyết đoán rời khỏi tàn bảo khố. Một luồng huyết sắc độn quang bay sát dưới đất, trực tiếp dùng tốc độ cực nhanh chui thẳng vào trong rừng rậm. Tới đây, luồng độn quang nọ thu liễm đi. Hạ Nhược Tuyết và Lý Thủy Đạo lăn lộn trên mặt cỏ ngay tại thời điểm vừa rồi, khi Hạ Nhược Tuyết rời khỏi bảo khố của Tiết Gia, đi theo Lý Thủy Đạo xông ra ngoài, nàng đã luyện hóa xong hai kiện thượng phẩm pháp khí. Chờ tới lúc nhìn thấy Lý Thủy Đạo vẫn đang chạy trốn dưới đất, nàng mới quay lại phía sau, hai tay ôm lấy hắn, rồi khống chế độn quang chạy ra khỏi Tiết Gia Bảo, bay dưới tầng trời thấp, chui thẳng vào rừng rậm. Sau khi hai người bọn họ chạy được vào rừng rậm, không chút do dự đã cẩn thận ẩn thân đi, dùng ánh mắt đầy cảnh giác, dò xét xung quanh rất nhanh sau đó, bọn họ đã phát hiện ra rất nhiều người đều kết bè kết lũ chạy thẳng về phía Tiết Gia Bảo. Tu vi của những người này cũng không cao, bởi vì bọn họ không thể phi hành. Hẳn là nhóm tu sĩ thông linh cảnh phụ cận. Ta đi giết bọn họ. Đôi mắt hạ nhược tuyết chuyển thành đỏ bừng, cực kỳ nóng lòng muốn xông tới. Nàng muốn chết hả? Lý Thủy Đạo nghiêm túc nói. Hạ nhược tuyết lập tức im lặng, không dám nói thêm lời nào. Nơi này không nên ở lâu, chúng ta rút lui đi." Lý Thủy Đạo lạnh giọng nói. Thiếp thân chỉ cảm thấy chúng ta bỏ lại những món bảo vật kia thật quá đáng tiếc, lẽ ra còn có thể lấy nhiều hơn. Bảo vật nào có quan trọng bằng mạng? Đúng lúc này, một luồng kiếm quang lấp lánh chợt xẹt qua trên bầu trời, thậm chí còn tạo thành những bông tuyết từ hư không bay xuống. Hai người đồng thời co rụt cổ lại, cẩn thận ẩn giấu đi là băng tuyết kiếm sư giết cái hồi mã thương nhóm tu sĩ vừa tiến vào tiết gia bảo lập tức trở nên kinh hoảng ai nấy đều vội vàng trốn khỏi cánh cửa chạy ra bên ngoài trong mắt bọn họ tràn ngập sợ hãi nhưng luồng kiếm qua như một mảnh hàng băng lạnh thấu xương kia vẫn một mực đuổi theo sau lưng bọn họ chỉ trong nháy mắt tiếp theo kiếm qua như nước thủy triều trực tiếp ào ào xông tới đâm thủng toàn bộ những kẻ bị hấp dẫn đến đây hết thảy mọi tạp âm đều biến mất chỉ để lại những bộ thi thể lạnh như băng cùng với cơn gió rét cắt da cắt thịt, không gian bên trong tiết da bảo lại tràn ngập khí tức tử vong. Lý Thủy Đạo và Hạ Nhược Tuyết toàn lực thi triển liễm tức thuật, cố gắng hết mức để thu mình lại giống như hai tảng đá vô tri. Thời gian chậm rãi trôi qua ước chừng một nén nhang sau, một lùng kiếm quang lấp lánh như băng tuyết chợt bay lên không trung, rời xa nơi này, trong thời gian ngắn đã không thấy bóng dáng đâu. Phu quân, chúng ta có thể đi ra chưa? Hạ Nhược Tuyết nhỏ giọng hỏi chờ thêm chút nữa đi. Lý Thủy Đạo nghiêm túc nói. Không cần đợi thêm đâu, hắn thật sự đi rồi. Cúc một cẩm mặt y phục màu đen lập tức từ trạng thái ẩn thân hiện ra thân hình. Nhưng từ đầu đến cuối Lý Thủy Đạo cùng với Hạ Nhược Tuyết đều không có phát hiện ra rốt cuộc là nàng xuất hiện như thế nào. Bên trong thư phòng tại Thạch Lâu, Thiên Trì Bảo. Lúc này, Lý Thủy Đạo đã khoác lên người một kiện pháp y được chế tác từ lông chim màu trắng như tuyết. Kiện pháp y này có tên là Bạch Sương Vũ, nó chính là một kiện thượng phẩm pháp khí. Còn pháp y của Hạ Nhược Tuyết tên là Hắc Sương Vũ. Ngoại trừ màu sắc lông chim khác biệt, chức năng của hai kiện pháp y này hoàn toàn giống hệt nhau. Trên phương diện công kích, Lý Thủy Đạo có song ngư du long kiếm, bởi vậy đối với thượng phẩm pháp khí, hắn cũng không có nhu cầu quá lớn. Phi Sa Thương kia cũng chỉ tiện tay lấy đến chơi đùa một phen, nhưng chân chính ra trận giết địch, hắn vẫn phải dùng tới, song ngư du long kiếm. Kiện pháp khí này chẳng những sắc nhọn, mấu chốt là đủ âm hiểm, tuyệt đối là cực phẩm trong thượng phẩm pháp khí, bảo vật đỉnh cao khi giết người cướp của. Trên phương diện phòng ngự, trên chiếc bàn bên trong bảo khố của tiết gia chỉ có một tấm lá trắng, lại bị hạ nhược tuyết nhanh tay lấy trước rồi. Lý Thủy Đạo cũng chỉ có thể lấy đi kiện pháp y tương đối hiếm lạ này. Thượng phẩm pháp khí, bạch sương vũ. Pháp thuật kèm theo, tuyết kiêu vũ dực kiêu vũ dực, có thể hỗ trợ tu sĩ thi triển phi hành thuật tiết kiệm được một nửa pháp lực, cũng khiến cho tốc độ phi hành đề cao thêm một phần. Đối với nhị giai tu sĩ, kiện pháp khí này tương đối thực dụng, dù sao tiết kiệm một nửa pháp lực cũng đồng nghĩa với chuyện bọn họ có thể phi hành xa hơn một khoảng cách. Thậm chí đối với tu sĩ sở hữu loại pháp lực có chất lượng cực cao, tốc độ khôi phục cực nhanh, thì tiết kiệm được một nửa pháp lực còn có thể trợ giúp đối phương một mực bay mãi không cần nghỉ chân, về phần đề cao tốc độ phi hành thêm một phần, lại càng quan trọng xét cho cùng phương pháp bảo mệnh tốt nhất trên thế gian này chính là chạy trốn nhanh thậm chí với những tu sĩ thông linh cảnh hậu kỳ như lý thủy đạo vật ấy vẫn mang đến một chút tác dụng đầu tiên là mặt nó trên người lập tức hiển lộ ra quý khí bởi vì giá trị của thứ này ít nhất cũng đạt đến mấy ngàn linh thạch mặt khác bên trên còn có một luồng năng lượng mát mẻ vờn quanh mặc vào tương đối thoải mái cuối cùng nếu lý thủy đạo khẽ động ý niệm trong đầu hắn liền có thể triển khai cánh chim, giống như tiên hạt bay lượn, chuyển động trên không trung. Hoặc trong trường hợp lý thủy đạo bị người ném xuống từ độ cao vạn mét trên trời xuống dưới, hắn hoàn toàn có thể mở cánh chim ra, một đường trượt xuống, an toàn tiếp đất. Nói tóm lại là có thứ này trong tay thì từ nay về sau, hắn không lo bị ngã chết nữa. Nhưng nghĩ là nghĩ như vậy, còn hiện tại, Lý Thủy Đạo vừa yên lặng cởi bộ, Bạch Sương Vũ, kia ra suy cho cùng, thứ này cũng quá đắt đỏ, hắn chỉ có thể mặc nó trong lúc không có ai như thế này sau đó cất giấu đi thôi nhưng chờ đến lúc hắn thăng cấp dung linh cảnh lại luyện thành phi hành thuật nó sẽ phát huy ra tác dụng của mình đến đây hắn lại chuyển ánh mắt nhìn về phía bàn đọc sách bên trên bàn đọc sách có bày một loạt ngọc sách vô cùng chỉnh tề mỗi một bản ngọc sách này đều là truyền thừa được tiết gia cho là quý giá nhất nội dung bên trong có đề cập đến công pháp đan đạo và trận đạo thậm chí còn có cả luyện khí nữa nhưng thứ có giá trị nghiên cứu nhất trong đống này lại chính là cuốn sách về trận đạo dày nhất kia nó có tên là bác quái khốn trận tường giải chuyên môn giảng giải cho người ta biết nên làm như thế nào để vận dụng bác quái trận khiến cho người khác không thể động đậy được mặt khác bên trong những cuốn ngọc sách kia còn có ghi chép về một bộ sát trận vây địch tên là băng sương hàn ngục trận cùng với phương pháp luyện chế trận đồ liên quan Trận pháp này đề cập tới bát quái khốn trận cùng với sát phạt chi trận, tổng thể khá là hoàn thiện, nó chính là nhị giai khốn sát trận pháp có uy lực vô cùng mạnh mẽ. Thiên công diệu tượng lục, chính là cuốn ngọc sách đề cập tới luyện khí, truyền thừa bên trong cũng có chút tuyệt diệu. Ban đầu, Lý Thủy Đạo chỉ định tùy ý lật xem thứ này một chút. Suy cho cùng, hắn cũng nghiên cứu về trận đạo và đan đạo rồi, trong khi tinh lực của một người hữu hạn, không thể tinh thông mọi thứ được, nhưng lại ngoài ý muốn trông thấy phương pháp luyện chế Bát Quái tỏa trong cuốn sách này, bởi vậy mà trong lòng phát sinh hứng thú, lại cẩn thận nghiên cứu, có nội dung lý thuyết này, lại phối hợp với chiếc Bát Quái tỏa bằng đồng thau của Tiết gia đã tới tay, quá trình kiểm chứng, nghiên cứu, đối chiếu cả hai thứ ấy cùng một lúc, thực sự đã mang đến sự trợ giúp thật lớn để Lý Thủy Đạo trở thành một chuyên gia mở khóa trong tu tiên giới. Phải biết rằng, mở Bát Quái tỏa không chỉ đơn giản là phá trận trong đó còn đề cập đến cơ quan chi thuật nếu luận về tu vi trận đạo khẳng định là lão vương bác lý gia kia còn mạnh hơn một bậc so với lý minh nguyệt và khương vân phi nhưng nếu bảo lão đi mở khóa chắc chắn sẽ tạo nên khung cảnh hồng quang tận trời bởi vì trên tay lão còn thiếu sự phụ trợ đến từ cơ quan chi thuật tóm lại để lặng yên không một tiếng động mở ra bác quái tỏa thì người mở khóa kia chẳng những phải am hiểu về trận đạo còn phải biết thêm về luyện khí, thậm chí còn phải có đủ bản lĩnh về toán học nữa. Đây là từng ngành học đang xen với nhau cực kỳ phức tạp, mặt khác, bên trong một đống ngọc sách này còn ghi chép về công pháp độc môn của tiết gia, cùng với không ít phối phương đang dược khang hiếm. Có một loại nhị giai độc đang tên là băng thi đan, thứ này thực sự làm cho một lão độc tu như Lý Thủy Đạo cũng phải mở rộng tầm mắt. Loại đan dược này cùng với ngũ hành độc hoàn toàn không đi cùng một con đường, nghĩa là độc tu của ngũ độc môn cũng khó mà phòng ngự được độc tính của băng thi đan muốn luyện chế đan dược này cần lấy nhị giai băng thi là chủ tài liệu thứ nguyên liệu này rất khó tìm trong giới tự nhiên nhưng dùng nhân công chế tác lại rất dễ dàng một khi tu sĩ trúng phải băng thi độc sẽ bị u minh hàng độc xâm nhập vào sau khi tử vong đối phương lập tức hóa thành băng thi nếu bỏ thi thể này vào luyện thi trận ở chỗ sâu trong băng sương động chỉ cần nửa năm thời gian nó hoàn toàn có thể trở thành tài liệu luyện đan để luyện chế băng thi đan mới băng thi độc bá đạo vô cùng ngay cả tu sĩ ngũ độc môn vốn tinh thông độc đạo cũng rất khó chống cự lại thứ độc vật này ngoại trừ thứ này tiết gia vẫn còn không ít loại độc đan mang theo tư tưởng sáng tạo độc đáo và nham hiểm ví dụ như hàng thủy độc đan băng phách độc đan hàng phách đan muốn luyện chế những độc đan này đều phải dùng đến tòa băng sương động kia qua chuyện này có thể thấy được tòa bí phủ băng sương động nọ đúng là một điểm tài nguyên quan trọng của tiết gia nói cách khác chỉ cần lý thủy đạo có được băng sương động hắn cũng có thể luyện chế những loại độc đan này dựa vào những loại tài liệu cần để luyện chế nên mấy loại độc đan này hắn hoàn toàn có thể suy đoán ra một điểm mấu chốt khác đó là nói không chừng bên trong hang động kia còn chứa rất nhiều thi thể thậm chí là đủ các loại thi thể khác nhau mà dựa vào điểm mấu chốt này, hoàn toàn có thể nhận ra điểm bất thường trong chuyện băng tuyết kiếm sư với tu vi đã đạt đến tam giai kia lại nhất quyết phải diệt toàn bộ tiết gia bọn họ trong khi người nọ lại không hề chú ý tới tàn bảo khố. Có lẽ đối phương vốn không phải một tên tán tu đi lang thang xung quanh, mà nói không chừng người ta đến đây là để trả thù. Khó trách đối phương lại dứt khoát diệt môn như vậy, chuyên môn tình báo của Diệu Âm Các quá mơ hồ, không đáng tin cậy bên trong đống ngọc sách chứa nội dung công pháp kia, chỉ có duy nhất một môn pháp thuật làm Lý Thủy Đạo cảm thấy vô cùng hứng thú, khiến cho hắn quyết định bỏ ra một chút thời gian đi tu luyện. Bí pháp, U Minh Dung Hồn Thuật, đây là một bộ bí thuật đề cập tới quá trình rút hồn phát ra, sau đó dung hợp khống chế. Trong đó, lại ghi chép hai môn bí thuật tên là Trừ Hồn Thuật và Dung Hồn Thuật. Trừ Hồn Thuật, hút hồn phách của mục tiêu từ bên trong thân thể đối phương ra môn pháp thuật này dễ học được khó tinh thông nơi đơn giản là học rút hồn rất dễ dàng chỉ cần giết người sau đó rút nhiều lần một chút là có thể rút ra nhưng muốn hồn phách được rút ra một cách hoàn chỉnh không hề sức mẻ thậm chí là tiến hành rút hồn phách của mục tiêu trong khi không gây một chút thương tổn nào tới nó lại cần phải có tài nghệ tương đối cao cần tu vi cực giỏi phản ứng vô cùng nhạy bén và khả năng khống chế pháp lực đặc biệt chính xác trong đó dung hồn thuật là bí thuật giúp người thi triển dung hợp những bộ hồn phách đã được hút ra kia đây vốn không phải là đoạt xá chi thuật bởi vì hồn phách có thể xác ngay cả khi bản thân nó không được đầy đủ là một tên ngốc đi chăng nữa cũng sẽ không tiếp nhận hồn phách ngoại lai dung hợp chỉ khi cả hai cái hồn phách đều không có được thể xác của riêng mình đều thuộc về dạng du hồn mới có thể dung hợp lại nói đơn giản một người có nhà ở bỗng dưng một người khác ở đâu đến lại muốn tiến vào ở cùng đối phương, đó là chuyện không thể, chỉ khi tất cả mọi người đều không có nhà, mới chịu ở chung với nhau ngoài vùng hoang dã thôi. Dù vậy, hồn phách cũng rất khó dung hợp thành công. Chỉ khi nào dung hợp thành công, hai cái hồn phách kia hoàn toàn cộng hưởng ký ức, hồn lực, thậm chí là cảm ngộ, mới hình thành nên một cái hồn thể mới. Trên thực tế, bọn họ kết hợp hai môn pháp thuật này lại với nhau là có mục đích rõ ràng, vì luyện chế hàng phách đang phải biết rằng chủ tài liệu luyện chế hàng phách đang chính là băng hàng hồn phách hồn phách đã bị đóng băng không tì vết lại nói trừ hồn thuật của tiếp gia cũng không được tính là quá cao minh nó rất dễ gây tổn thương cho hồn phách của mục tiêu mà sau khi hồn phách đã bị tổn thương muốn sử dụng được nó nhất định phải tu bổ dung hồn thuật chính là phương pháp tu bổ này mặt khác quá trình luyện chế hồn phách bình thường thành băng hàng hồn phách cũng sẽ làm tổn thương hồn phách bởi vậy khi thực hiện quá trình này cần không ngừng tu bổ. Trải qua mấy năm không ngừng tích lũy xuống, coi như tiết gia bọn họ đã có khá nhiều tâm đắc đối với pháp thuật dung hồn này, tới cuối cùng còn tự sáng tác, dùng kinh nghiệm của bản thân sáng tạo nên một môn bí pháp độc đáo cho riêng tiết gia mang tên, U Minh Dung Hồn Thuật. Bảo chủ đại nhân, phòng bếp đã đưa mấy con gà ngài cần đến. Đúng vào lúc này, ở bên ngoài thư phòng chợt truyền đến giọng nói của thị vệ. Lý Thủy Đạo buông cuốn ngọc sách trên tay xuống, mỉm cười, ta đã biết, cứ đặt chúng ở dưới lầu đi, ta lập tức xuống ngay. Một lát sau, Lý Thủy Đạo đi xuống dưới lầu, bên trong một gian phòng trống ở dưới lầu có đặt một cái lồng đang nhốt mười mấy con gà. Mấy con gà trong lồng cứ một mực quan quát kêu, dường như chúng nó cũng có thể cảm nhận được số mệnh của mình đã đến hồi kết. Lồng gà, Lý Thủy Đạo chăm chú nhìn vào đàn gà trong lồng, có chút ý vị thâm sâu bật ra hai chữ này. Sau đó, hắn vươn tay bắt lấy một con gà từ trong lồng bàn tay nắm cổ con gà khẽ dùng sức con gà chỉ kịp đạp đạp chân hai cái là hoàn toàn không tiếp tục nhúc nhích nữa đã chết máu tươi chảy dọc theo thân con gà dùng đỏ hai tay hắn sau đó lý thủy đạo bắt đầu luyện tập trừ hồn thuật hắn dán bàn tay mình lên người con gà nhắm mắt lại bắt đầu vận chuyển pháp lực thái âm pháp lực có màu bạch kim mang theo nguyệt chi tinh hoa không ngừng lưu chuyển trên người hắn tản ra một mảnh hào quang màu xám bạc lóng lánh muốn luyện thành môn đạo pháp trên, U Minh Dung hồn thuật, này, tu sĩ phải có được pháp lực với thuộc tính nghiêng về hướng âm hàng. Lý Thủy Đạo có được thái âm pháp lực, bởi vậy hắn có thể dễ dàng luyện thành, U Minh Dung hồn thuật, thậm chí còn có thể thúc đẩy môn pháp thuật này lên tới cực hạn. Dù sao pháp lực của hắn cũng là thái âm pháp lực đường đường chính chính, ôn hòa, thuần khiết hơn nhiều so với huyết ma pháp lực của hạ nhược tuyết. Trừ hồn thuật đã thi pháp thành công rồi, hết thảy đều vô cùng thuận lợi lý thủy đạo có thể cảm nhận được pháp thuật của chính mình vừa tiếp xúc với hồn phách của con gà kia hắn cố gắng thi pháp cẩn thận hết mức nhẹ nhàng kéo nó ra nhưng mới rút một cái thậm chí hồn phách còn chưa ly thể đã tiêu tán không còn tưởng thành thành công lại thất bại lý thủy đạo không chút nao núng hắn tiếp tục bắt một con gà khác tới lặp lại những động tác như trên rất nhanh mười mấy con gà đều bị xử lý hết nhưng Lý Thủy Đạo chỉ có thể hoàn chỉnh rút ra hồn phách của một con gà trong đó. Trong quá trình kia, hắn đã hiểu được một điều, nhất định phải bảo vệ tốt hồn phách của con gà trong quá trình rút, nếu không hồn phách sẽ tan biến đi. Dù vậy, hồn phách của một con gà hoàn chỉnh nọ chỉ rời khỏi thể xác được 10 hơi thở, đã hoàn toàn tan biến như bong bóng nước. Trong lòng Lý Thủy Đạo có chút thất vọng, nhưng hắn cũng không nổi giận. Tu luyện bất cứ môn pháp thuật nào cũng vậy, đều cần tích lũy thời gian và kinh nghiệm. Hắn mới bắt đầu tập luyện trừ hồn thuật thất bại là chuyện khó có thể tránh khỏi. Chỉ cần tiếp tục mài dũa kỹ xảo là có thể giải quyết dễ dàng tình huống này thôi. Đương nhiên, ngoại trừ trừ hồn thuật còn chưa đủ tinh diệu, hồn phách của con gà kia cũng quá mỏng manh. Mà hồn phách yếu như càng dễ tan biến, càng không thể thừa nhận được một chút sai lầm nào. Nhưng điều ấy cũng có nghĩa là những loại hồn phách yếu ớt như hồn phách của gà, của vịt, thậm chí là của chuột, chính là tài liệu luyện tập vô cùng tốt. Nếu ngay cả loại hồn phách mỏng manh này cũng có thể bất diệt thời gian dài ở trong tay của mình, thì đương nhiên thủ đoạn khống hồn đã được gia tăng rất lớn. Thị vệ Đưa toàn bộ những con gà này đến phòng bếp. Cũng truyền lệnh của ta, dặn dò phòng bếp đưa tất cả những con gà vịt cần giết thịt tới chỗ của ta đi. Lý Thủy Đạo không chút khách khí, lập tức vận dụng quyền lực của mình. Hắn không giống với tộc trưởng Lý Hải Mặt, hắn và Lý Thiên Tuyệt mới là người cùng đường bởi vì ngay từ đầu khi tranh chức vị bảo chủ này hắn đã có mục đích chính là đoạt lợi rồi chẳng qua trong lòng hắn vẫn ôm theo suy nghĩ có lợi lớn tự nhiên sẽ không tranh lợi nhỏ mà thôi mấy ngày sau lý thủy đạo nhận được thư do phi nha chuyển đến cúc mục cẩm đã nói rõ trong lá thư ấy rằng nàng muốn bế quan chừng mấy tháng để đánh sâu vào dung linh cảnh trung kỳ bởi vậy trong khoảng thời gian này nghi thức tấn chức chiêu nghi của hạ nhược tuyết sẽ tạm dừng mặt khác nàng cũng nhắc tới một tin tình báo đó là bọn họ đã xác nhận được tam giai tu sĩ băng tuyết kiếm sư nọ đã rời đi rồi đối phương không còn thường xuyên lui tới vùng thúy bình sơn nữa hiện tại thúy bình sơn đã là vùng đất nằm ở biên giới của hắc sơn thế núi chót vót mây mù lượn lờ ngọn núi cao ngất trong mây đỉnh núi hàng năm tuyết động tựa như một bức bình phong màu lục thật lớn trên bức bình phong ấy là một mảnh tùng bách xanh mướt quanh năm còn tại phần đỉnh chóp lại là một tầng băng tuyết thật dày nơi này chính là khu vực tiếp giáp giữa hắc sơn và thương châu cũng là cửa vào của vân mãn sơn mạch đi về hướng thương châu sẽ bắt gặp bình nguyên vạn dặm đi về hướng hắc sơn sẽ là đồi núi chập trùng còn đi về hướng vân mãn sơn mạch sẽ trông thấy những ngọn núi khổng lồ còn nguy nga hơn nó vốn dĩ bên trên thúy bình sơn mạch này còn có vô số những gia tộc tu tiên bọn họ dựa vào những tông môn tu tiên khác nhau. Tới hiện tại, cả nhóm đang bị thảm cảnh diệt môn của Tiết gia kích thích, khiến cho toàn bộ Thúy Bình Sơn mạch chìm trong vũ bảo ào ào. Đây đúng là dấu hiệu cho thấy thế cục bắt đầu trở nên hỗn loạn. Hạ Nhược Tuyết rất thích loạn, hiện giờ nàng đã đoạt được hai kiện thượng phẩm pháp khí là Hắc Sương Vũ cùng với U Minh Băng Thuẫn, đúng là thời điểm muốn ra bên ngoài, đại sát tứ phương. Nửa tháng sau, Hạ Nhược Tuyết đã luyện hóa xong toàn bộ huyết thực, lại nhân lúc trời khuya trăng mờ, một mình rời khỏi cửa, tiến tới Thúy Bình Sơn Mạch. Lần này, nhiệm vụ của nàng không chỉ là tự do săn giết huyết thực, còn phải giúp Lý Thủy Đạo tìm được băng sương động. Chỉ cần tìm được điểm tài nguyên băng sương động này, Lý Thủy Đạo có thể không ngừng luyện chế bí đan của Tiết Gia. Hai tháng sau, sinh mệnh vốn được dựng dục trong bụng Chu Hồng Linh đã sắp viên mãn. Chỉ trong vòng vài ngày sắp tới, Nàng sẽ sinh nở hài nhi. Lại có một chuyện trùng hợp, bởi vì đúng vào thời điểm này, tu vi của Lý Thủy Đạo cũng chạm tới bình cảnh đột phá dung linh cảnh rồi. Hiện giờ, ngay cả khi hắn phục dụng Ngọc Hành Đan, pháp lực trên người cũng không tăng trưởng một chút nào. Tình huống này có nghĩa là hắn đã gặp bình cảnh, chỉ cần tìm được cơ hội là có thể đột phá bình cảnh, trở thành nhị giai tu sĩ có thể thi triển phi hành thuật rồi. Nhắc đến cơ hội là phải đề cập đến một chút Huyền Diệu mà loại huyền diệu này lại có liên quan đến quá trình tích lũy của con người nếu tích lũy hùng hậu tự nhiên cơ hội sẽ đến tựa như nước chảy thành sông còn ngược lại người ta sẽ kẹt ở bình cảnh chậm chạp không thể đột phá thậm chí còn vĩnh viễn cũng không đột phá được nếu ba năm sau lý thủy đạo vẫn chưa đợi được cơ hội ấy hắn cũng chỉ có thể dựa vào âm dương hóa linh đan mà đột phá thôi lại nói với quyền lực trước mắt của lý thủy đạo Hắn tùy tùy tiện tiện cũng có thể lấy ra đủ linh thạch đi mua một viên âm dương hóa linh đan. Ba chữ, mua. 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 Nghe có vẻ khá đơn giản nhẹ nhàng, dù sao đống linh thạch trong tay hắn cũng là tiền đi mượn không có khả năng thanh toán, tới cuối cùng kiểu gì cũng phải lấy phòng ở ra gán nợ, nếu nhóm chủ nợ không cần phòng ở thì biết làm sao bây giờ, như vậy ngoại trừ 36 kế, chẳng còn phương thức nào khác nữa, ban đêm, tại thư phòng bên trong thiên trì bảo Lý Thủy Đạo lấy ra một cái hộp gỗ màu đỏ đã được hắn cất giữ khá lâu ở bên trong ngăn bí mật tại thư phòng. Hoa văn trên chiếc hộp gỗ vô cùng tinh xảo, lại tản ra một mùi thơm thanh nhã, hiển nhiên nó là vật của nữ tử. Lý Thủy Đạo vuốt ve từng đường nét hoa văn trên chiếc hộp, trong khoảnh khắc này, thực sự là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn nhẹ nhàng mở hộp gỗ ra, bên trong có một con rắn màu đỏ đang cuộn mình lại. Thân thể con rắn nhỏ này rất lạnh, một mực nằm im không nhúc nhích, đã sớm rơi vào trạng thái ngủ đông rồi. Con rắn nhỏ này đang ngậm trong miệng một khối hồn ngọc màu đen, đây là nơi ký thác sinh hồn của Tần Ngọc Nga. Đột nhiên trong đầu Lý Thủy Đạo hiện ra rất nhiều cảnh tượng, lần đầu tiên hắn cưỡi bạch vũ hạt, bàn tay nhẹ nhàng ôm vòng eo của sư nương, trong rủi trong mây, nhưng tới hiện giờ, đều là cảnh còn người mất, chuyện cũ như gió thổi mây bay. Ai, Lý Thủy Đạo khẽ thở dài một hơi trong hai tháng này hắn tu luyện u minh dung hồn thuật đã có chút thành tựu cả hồn phách của gà lẫn hồn phách của việt hắn đều có thể dễ dàng rút ra tuyệt không làm chúng bị thương một chút nào thậm chí hắn còn có thể đưa hồn phách của gà việt vào trong cơ thể chúng đầu tiên rút hồn phách đi sau đó lại trả hồn phách về cả quá trình đều suôn sẻ thuận lợi lại nói công pháp chủ tu của lý thủy đạo là tiên thiềm khí bởi vậy pháp lực toàn thân hắn được ánh trăng xâm nhập vào đã mang theo một chút thuộc tính thái âm. Bởi vậy về đặc tính và phẩm chất, loại pháp lực này chính là chất dinh dưỡng cực tốt, có thể tẩm bổ cho hồn phách. Hẳn là được, một ý niệm vừa lóe lên trong đầu lý thủy đạo, sau đó, dù làm như thế nào, hắn cũng không thể áp chế nó xuống được. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve con rắn nhỏ trong hộp, pháp lực màu bạch kim tuôn ra trên đầu ngón tay, chậm rãi rót vào cơ thể con rắn ấy. Chậm rãi nhẹ nhàng, lặng yên dân hiến, tựa như ánh trăng ngoài cửa sổ tựa như một vũng thủy ngân lan tràn lấp kín toàn bộ những lỗ hổng pháp lực thuộc tính thái âm làm hồn phách của con rắn nhỏ vô cùng thoải mái nó hoàn toàn không chống cự trừ hồn thuật cùng lúc ấy lý thủy đạo thi triển trừ hồn thuật bí thuật của hắn giống như lời kêu gọi của tình nhân dịu dàng triền miên khiến cho người ta không thể chống cự được ánh trăng tràn vào thư phòng tăng thêm vài phần uy lực cho trừ hồn thuật của hắn theo quá trình ngón tay Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng lắc lư, dòng pháp lực trên đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng ngưng kết thành một sợi chỉ bạc, chậm rãi rút hồn phách trong suốt của con rắn nhỏ kia, từ bên trong thể xác của nó ra ngoài. Đêm khuya yên tĩnh, con rắn nhỏ trong suốt có chút mê mang nhìn Lý Thủy Đạo, chờ tới thời điểm nó ý thức được hồn phách của chính mình đã ly thể thì quá muộn rồi. Sợi chỉ bạc mềm mại kia đang khít khít khao khao trực tiếp vây lấy hồn thể của nó. Sau đó, Ánh mắt Lý Thủy Đạo trực tiếp ngưng lại, trong lòng thầm nghĩ, chọn ngày không bằng gặp ngày, cũng nên ra tay thôi. Rồi không chút do dự, bàn tay kia của hắn trực tiếp cầm lấy viên hồn ngọc màu đen. Chỉ nghe, răng rắc, một tiếng, viên hồn ngọc trân quý ấy đã bị hắn bóp vỡ, một luồng khói nhẹ từ bên trong nhẹ nhàng bay ra ngoài. Luồng khói nhẹ ấy bay lên giữa không trung, đột nhiên ngưng kết thành hình người, đó là hình hài của một nữ tử trong suốt, dáng người thước tha, chỉ có kích cỡ bằng bàn tay. Hồn phách của nàng trong suốt mà tinh thuần, giống như là một giọt sương ngưng tụ trên đóa hoa. Nàng đang nhắm mắt, giống như đã ngủ say, trên mặt tràn đầy yên tĩnh và an tường. Đây chính là hình thái ban sơ tinh thuần nhất của sư nương, Lý Thủy đạo nhẹ nhàng vuốt ve hồn phách nữ tử nọ, sau khi tu hành, u minh dung hồn thuật, hắn đã có thể rõ ràng cảm nhận được sự tồn tại của hồn phách. Đây là xoa dịu linh hồn, sau khi xoa dịu xong hắn sẽ hành động trước hừng đông phải hoàn thành dung hồn chờ tới thời điểm hồn phách của con rắn nhỏ kia không còn dãy dụa nữa lý thủy đạo bắt đầu khống chế hai luồng hồn phách dung hợp lại làm một phải biết rằng bản chất của dung hồn thuật chính là pháp thuật tu bổ hồn phách bị tổn thương ở thời điểm hiện tại hồn phách của tần ngọc nga và con rắn nhỏ kia đều không bị tổn thương vốn dĩ không cần phải dung hồn nhưng muốn tần ngọc nga có được một thân hình mới hắn nhất định phải làm như vậy. Lại nói, thân thể nguyên bản của Tần Ngọc Nga đã bị thiêu hủy, nàng chỉ có thể đoạt xá mới được trùng sinh. Nếu lấy hồn phách của con người trực tiếp đoạt xá thân rắn, đương nhiên là linh hồn và thể xác sẽ không phù hợp, chỉ khi dung hợp với hồn phách của con rắn, thành một luồng hồn phách hoàn toàn mới, nàng mới có thể thuận lợi đoạt xá thân rắn. Kỳ thật đây chính là một loại đoạt xá cấp độ khác. Con rắn nhỏ và Tần Ngọc Nga đều mất đi thân thể, bọn họ có khả năng dung hợp với nhau. Lý Thủy Đạo dùng hai tay nhẹ nhàng xoa dịu hai luồng hồn phách, khiến cho hai bộ hồn phách vốn đang ngủ say trực tiếp thức tỉnh, nhưng bọn họ không thể thoát khỏi pháp thuật khống chế, chỉ có thể điên cuồng giãy dụa trong hai tay Lý Thủy Đạo. Đáng tiếc mọi cố gắng đều vô tác dụng, chờ sau khi áp lực bên ngoài không ngừng gia tăng, thứ bọn họ phải đối mặt sẽ là hai con đường, hoặc là dung hợp, hoặc là hoàn toàn sụp đổ. Tới cuối cùng, bọn họ đã lựa chọn dung hợp phải biết rằng xác suất thành công khi thi pháp dung hồn thuật không có liên quan quá lớn đến trình độ của thi pháp giả ngược lại nó liên quan rất lớn đến tâm nguyện của hai luồng hồn phách nghĩa là bọn họ có tự nguyện dung hợp lại hay không con rắn nhỏ kia vốn là đồng tham của tần ngọc nga bọn họ đã có duyên phận sâu sắc từ trước tới hiện giờ cả hai đều mất đi thân thể của chính mình lại dưới xúc tác là áp lực từ bên ngoài bọn họ đều lựa chọn tự nguyện dung hợp cũng là chuyện thuận lý thành chương. Đột nhiên, bên trong hai tay của Lý Thủy Đạo chợt tản ra một luồng quang mang màu vàng. Lại tản ra kim mang ư, phải biết rằng, những lần trước đó, khi Lý Thủy Đạo sử dụng dung hồn thuật để dung hợp hồn phách, trong khoảnh khắc khi dung hợp thành công, toàn bộ đều sẽ bộc phát ra một luồng hắc quang, đây là lần đầu phát ra kim quang. Trên thực tế, kim quang và hồn phách vốn không có chút liên quan nào với nhau. Bởi vì đối với hồn phách, Màu sắc tôn quý nhất của nó chính là màu xám bạc, đây cũng là màu sắc của mặt trăng. Nếu bên ngoài tản ra hồng quang, nó chính là hung hồn, nếu bên ngoài tản ra lục quang, nghĩa là tu vi của hồn phách nọ rất cao thâm, còn tản ra màu đen xám mới là tình huống bình thường. Nói một cách đơn giản, dưới tình huống bình thường, hồn phách sẽ không bùng phát kim quang ngay tại khoảnh khắc lý thủy đạo vừa rơi vào khiếp sợ, luồng hồn phách mới được hồi sinh kia lại dựa vào lực lượng của bản thân, đẩy hai tay hắn ra. Đương nhiên hắn cũng không dám dùng sức, cũng thuận thế mà buông ra. Ngay khi hai bàn tay thoáng thả lỏng một chút, hắn lập tức trông thấy một luồng hồn phách không ngừng lóe sáng kim quang ở khoảng giữa hai bàn tay mình. Đó là một nữ nhân nửa thân là người nửa thân là rắn, nửa người trên thuộc về sư nương Tần Ngọc Nga, còn nửa người dưới thuộc về con rắn nhỏ lúc trước. Luồng hồn phách vừa được hồi sinh lập tức đưa mắt nhìn thoáng qua Lý Thủy Đạo một cái thật sâu, sau đó lập tức bay vào bộ thân thể con rắn của mình. Trong nháy mắt sau đó, con rắn nhỏ vốn đang ngủ đông chợt bừng tỉnh, nó mở to đôi mắt tròn trịa, trơn nhẵn của mình nhìn về phía Lý Thủy Đạo. "Ngươi còn nhớ ta không?" Lý Thủy Đạo nặng ra một nụ cười hiền lành, thậm chí còn dịu dàng đưa tay tới vuốt ve cái đầu rắn nhỏ. Đột nhiên đôi mắt con rắn nhỏ kia lóe lên một tia sắc nhọn, biểu cảm trên mặt tương đối bất thiện. Nó trực tiếp bắn ra, cắn thẳng vào cánh tay Lý Thủy Đạo. T quả nhiên ngươi vẫn còn nhớ ta tuy hiện tại lý thủy đạo đã đau đến kêu ra thành tiếng nhưng hắn vẫn không nở xuống tay tàn nhẫn với con rắn nhỏ này trong mắt con rắn nhỏ tràn ngập quán hận và trách cứ lại ẩn chứa một chút yêu thương phức tạp như thế đúng là cảm tình của sư nương dành cho hắn được rồi hãy buông bỏ đi hết thảy đều đã trôi qua rồi lý thủy đạo nhẹ nhàng vuốt ve con rắn nhỏ thì thầm một câu thật lâu sau đó con rắn nhỏ kia mới chịu mở miệng ra, phía trên cánh tay Lý Thủy Đạo đã có thêm mấy lỗ máu, nhưng cũng không có máu độc chảy ra. Trên thực tế, kể cả khi con rắn nhỏ này trực tiếp phun độc dịch, cũng không uy hiếp được thủy hành độc thể của Lý Thủy Đạo. Sau khi con rắn nhỏ ấy đã chịu thỏa hiệp, chịu nhả cánh tay hắn ra, trên mặt nó lập tức xuất hiện một chút mờ mịt, cực kỳ nhân tính hóa. Bên trong đôi mắt ấy, lóe lên một tia quang mang thế tục. Thật lâu sau, con rắn nhỏ kia lại đi tới cuộn tròn trên cánh tay lý thủy đạo thân thiết hệt như lúc trước kia thân rắn bóng loáng kề sát với làn da hắn cứ lặng lẽ quấn quanh như vậy hồi lâu cũng không nhúc nhích chuyện này lý thủy đạo nhướng mày đúng là nó không thể cứ quấn bãi như vậy được nhưng hiện tại sư nương vừa mới trùng sinh hắn thực sự không nở ra tay trực tiếp đuổi nàng xuống dưới đột nhiên lý thủy đạo chợt phát hiện cánh tay mình lại đang hấp thu linh khí hơn nữa tốc độ hấp thu linh khí còn càng lúc càng nhanh giống như đã biến thành một vòng lốc xoáy nho nhỏ chẳng lẽ nàng muốn thăng cấp nhị giai theo thường thức người đã mất đi yêu thú đồng tham sẽ không thể tu luyện được nữa nhưng nếu yêu thú đã thoát ly tu sĩ đồng tham nó vẫn có thể tu luyện bình thường sư nương vốn có tu vi thông linh cảnh hậu kỳ sau khi nàng trùng sinh hồn phách lại có chút bất phàm bởi vậy rất có khả năng nàng sẽ trực tiếp thăng cấp thành nhị giai yêu thú chỉ là, nàng định thăng cấp ngay trên cánh tay hắn sao, sau khi càng ngày càng nhiều hỏa linh khí tụ tập lại, một mực lượng lờ xung quanh thân rắn, nó trực tiếp hình thành nên một quần sáng huyển lệ. Linh khí bên trong quần sáng này càng trở nên nồng đậm, lại có chút dày đặc như tiên khí. Con rắn nhỏ nhẹ nhàng vặn vẹo thân hình, có thể cảm nhận được nàng đang vui sướng và hưng phấn vô cùng. Chỉ thấy nàng nhắm hai mắt lại, tầng vẫy phủ kính toàn thân khe khẽ rung động, giống như đang tham lam hút tinh hoa thiên địa vào trong. Linh khí thẩm thấu vào thân thể, ấm nồng mà mạnh mẽ, khiến cho lực lượng của nàng bắt đầu không ngừng tăng trưởng, thấy một màn như vậy, trong lòng lý thủy đạo khẽ động, tay kia của hắn dứt khoát vỗ một cái vào túi cổ, lấy ra một con thiềm thừ với thân thể như được điêu khắc từ ngọc thạch. Toàn thân con thiềm thừ này trong suốt long lanh, tản ra một mảnh hơi nước dày đặc, mờ mờ ảo ảo. Lý Thủy Đạo đặt ngọc thiềm thừ lên lòng bàn tay trong khi con rắn nhỏ đang quấn trên cánh tay trái của hắn đang miệt mài tản ra hỏa linh khí sinh động, thì Ngọc Thiềm Thừ trên lòng bàn tay bên phải lại phun ra thủy linh khí mát mẻ, trong lành. Được con rắn nhỏ thúc đẩy, linh cơ của Ngọc Thiềm Thừ cũng càng ngày càng trở nên sinh động. Hỏa linh khí và thủy linh khí giao hòa cùng nhau, vừa vặn đạt đến trạng thái âm dương giao hòa, âm ở bên trong dương, lại đối lập với dương. Lý Thủy Đạo thì thào tự nói. Sau đó, bên trong con người của hắn chợt lóe sáng lên tràn đầy hưng phấn đây chính là cơ hội để hắn đột phá dung linh cảnh thời cơ đã tới không thể bỏ qua lý thủy đạo đột nhiên la lớn thị vệ một gã thị vệ nhanh chóng bước vào thư phòng nhìn thấy vẻ mặt lý thủy đạo vô cùng ngưng trọng gã lập tức hiểu được tính khẩn cấp của tình thế hiện tại đi nói cho phu nhân biết ta muốn bế quan tìm hiểu đạo pháp chuyện bên trong thiên trì bảo hãy để nàng đến trụ trì đại cục hiện tại ngươi đi ra ngoài trực tiếp niêm phong thư phòng ta sẽ bế quan ngay tại nơi đây lý thủy đạo cất giọng kiên định dứt khoát ra lệnh thuộc hạ tuân mệnh thị vệ nọ vội vàng gật đầu cũng trực tiếp xoay người rời khỏi thư phòng một lần nữa đóng cánh cửa thư phòng lại rồi vội vội vàng vàng đi truyền mệnh lệnh của lý thủy đạo xuống dưới lý thủy đạo không chút do dự đã lấy một viên ngọc hành đan từ bên trong bình ngọc ra ngoài trực tiếp nhét vào miệng mình nhưng chưa vội nuốt vào, hắn chỉ lặng lẽ nhắm hai mắt xuống, hít sâu một hơi, bắt đầu điều chỉnh nhịp hô hấp của mình. Hắn đưa tâm thần chìm vào đan điền, cảm thụ chiều hướng lưu động của linh khí trong cơ thể mình. Thân thể dần dần thả lỏng, đã bước vào trạng thái tu luyện, tu luyện thất của Hạ Nhược Tuyết vốn ẩn ở chỗ sâu trong thạch lâu, đó là một gian phòng nửa chôn dưới lòng đất. Là căn phòng có sàn nhà thấp hơn mặt đất bên ngoài. Vốn dĩ nơi đây là một kho hàng về sau khi đất đai xung quanh được tôn lên cao nó không được dùng làm kho hàng nữa tình hình thông gió bên trong cũng không tốt người bình thường khó mà ở trong này được nhưng hạ nhược tuyết lại khăng khăng thích nơi này nàng ở trong này tu luyện huyết quang ăn mòn vách tường khiến cho nơi này tự nhiên tản ra một luồng khí tức âm trầm huyết sắc hồng quang phóng ra một cái bóng quỷ dị trực tiếp bao phủ cả không gian xung quanh ở bên trong một bầu không khí khủng bố lúc này hạ nhược tuyết đang mặc bộ trường bào màu đen đứng ngay trung tâm phòng đá ánh mắt nàng thâm thúy mà lạnh lẽo tựa như một cái đầm băng tịch mịch nàng cầm trên tay một thanh bạch cốt ma đao thật lớn toàn bộ thanh ma đao này đều do bạch cốt khô lâu biến thành phải biết rằng nội dung mà tu sĩ dung linh cảnh hậu kỳ cần tu luyện chính là luyện hóa đồng tham bạch cốt khô lâu thành một thanh ma đao một thanh ma đao vĩnh cửu trên thân đao chợt lóe lên một mảnh huyết quang quỷ dị, giống như tự có sinh mệnh của chính mình. Thật hiển nhiên, thứ này chính là một thanh yêu đao có sinh mệnh, lại nói, quá trình tu luyện, bạch cốt huyết ma công, tàn khốc dị thường, tu luyện giả cần dùng huyết thực để tẩm bổ pháp lực của chính mình. Toàn bộ huyết thực đều do hạ nhược tuyết tự mình săn giết đến, bởi vậy giết chóc tàn nhẫn và gió tanh mưa máu đã sớm trở thành bản năng của nàng. Hiện giờ, hạ nhược tuyết đã tu luyện đạt tới một độ cao mới, bởi vậy nàng lại cần càng nhiều huyết thực hơn mới có thể thỏa mãn quá trình tu luyện của mình. Tu vi càng cao, huyết thực tiêu hao càng lớn, khiến cho giết chóc càng nhiều, có lẽ, đây chính là một con đường không thể quay lại. Nếu không có phu quân nghiêm khắc hạn chế hành động của hạ nhược tuyết, không cho phép nàng một mình ra ngoài săn giết, có lẽ nàng đã sớm chết ở trong tay câu liêm vệ của ngũ độc môn rồi. Hiện giờ câu liêm vệ vốn không tìm thấy tung tích của hạ nhược tuyết, hành tung của nàng không để lại một chút dấu vết gì để lần theo, bởi vậy bọn họ cũng chỉ có thể tùy ý để nàng giết chóc sinh linh, tích lũy huyết thực, tăng trưởng thực lực mà thôi. Một cục máu đen trong tay đã hoàn toàn tiêu tán đến đây, toàn bộ huyết thực hạ nhược tuyết tích lũy được đã bị nàng dùng hết sạch, nhưng quá trình luyện hóa bạch cốt ma nhận còn lâu mới hoàn thành. Rất muốn đi giết người, hai mắt hạ nhược tuyết chuyển thành màu huyết hồng, khóe miệng thì thào tự nói, giống như một con ma quỷ máu tanh. Đúng lúc này, ở bên ngoài truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, ánh mắt hạ nhược tuyết trực tiếp chuyển thành âm lãnh phu quân đã hứa với nàng nếu kẻ nào dám xông vào tu luyện thất này nàng sẽ tiền trảm hậu tấu bước chân nọ dừng lại bên ngoài tu luyện thất sau đó giọng nói của một thị vệ truyền đến khởi bẩm phu nhân bảo chủ vốn đang ở bên trong thư phòng đọc sách lại đột nhiên tuyên bố cần phải bế quan tìm hiểu đạo pháp ngài nói ngài nói từ ngày hôm nay toàn bộ mọi chuyện bên trong thiên trì bảo sẽ do phu nhân đứng ra trụ trì đại cục thị vệ chi tiết chuyển lại lời nói của lý thủy đạo cho hạ nhược tuyết hạ nhược tuyết nghe xong những lời thị vệ nói hàng chân mày khẽ nhăn lại tìm hiểu đạo pháp cần bế quan lấy tu vi của phu quân hẳn là muốn đánh sâu vào dung linh cảnh rồi có điều tính cách của phu quân vốn rất cẩn thận tuyệt không thể liều lĩnh đánh sâu vào dung linh cảnh như vậy nếu muốn đột phá bình cảnh chắc chắn chàng sẽ chuẩn bị vẹn toàn trước làm sao chàng có thể phân phó một tên thị vệ đi đến thông báo cho nàng một chuyện quan trọng như vậy được sắc mặt hạ nhược tuyết lộ ra vẻ ngưng trọng nàng không ngừng đi qua đi lại bên trong tu luyện thất một hồi phu quân đã ủy thác trách nhiệm cho ta ta sẽ không phụ lòng chàng ngươi có thể đi rồi tới bên ngoài thư phòng của phu quân canh gác nhất thiết không được để bất cứ kẻ nào tới quấy rầy hạ nhược tuyết tức giọng trầm thấp mà kiên định dường như bên trong còn mang theo một luồng lực lượng không thể dao động được Tuân mệnh. Thị vệ trực tiếp lui lại. Nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa rời đi, Hạ Nhược Tuyết mới chậm rãi mở cánh cửa gỗ dày nặng bên ngoài tu luyện thất dưới lòng đất ra. Lúc này, nàng đã mặc bộ pháp y linh vũ, hắc sương vũ, màu đen lên người. Nàng cần phải xác định xem có phải phu quân mình thật sự bế quan bên trong thư phòng hay không, lại cân nhắc đến những chuyện khác. Thừa dịp đêm tối không người, Hạ Nhược Tuyết rời khỏi thạch lâu. Trên lưng mọc ra một đôi cánh chim tối đen chậm rãi bay lên không trung. So với bạch sương vũ, kiện hắc sương vũ này càng thích hợp để ẩn nấp hơn, nhất là bên trong đêm tối, nó có thể che giấu huyết sắc độn quang của Hạ Nhược Tuyết, là một kiện pháp y tương đối hữu dụng trong chuyện che giấu thân phận ma tu của nàng, đêm khuya đen kịt, thiên trì bảo. Hạ Nhược Tuyết chậm rãi bay lên độ cao tương ứng với thư phòng của Lý Thủy Đạo tạo thạch lâu thiên trì bảo, xuyên qua khung cửa sổ bằng đá nàng có thể rõ ràng nhìn thấy hết thảy mọi tình huống bên trong thư phòng lúc này bên trong thư phòng của bảo chủ lại tràn ngập một luồng linh cơ nồng đậm linh lực trong không khí cực kỳ đậm đặc gần như đã ngưng kết thành thực chất cứ một mực vần quanh thân thể lý thủy đạo trong mắt hạ nhược tuyết lóe lên một ti kinh ngạc nàng chưa bao giờ trông thấy phu quân tu luyện như vậy bởi vì hiện tại luồng linh lực vốn đang quay chung quanh người lý thủy đạo lại được chia làm hai một nửa linh lực hóa thành hàng băng lạnh thấu xương trong khi một nửa linh lực còn lại không ngừng chuyển thành hỏa diễm cực nóng. Một âm một dương, một lạnh lùng một nóng bỏng. Hai luồng năng lượng hoàn toàn khác biệt một mực đang xen dây dưa trong cơ thể hắn, hình thành nên một vòng thái cực đồ miệt mài xoay chuyển không thôi. Kỳ quái, rõ ràng công pháp phu quân tu luyện chính là thái âm pháp lực thuần túy. Lúc trước, pháp lực của Lý Thủy Đạo như thái âm hạo nguyệt, tự thủy ngân lan tràn, trực tiếp lấp kín mọi lỗ hổng, nhưng lúc này, pháp lực của hắn lại diễn hóa ra âm dương cân bằng, sinh sinh bất tức. Dù Hạ Nhược Tuyết không hiểu thường thức tới cỡ nào, nàng cũng biết công pháp của một người không thể đột nhiên chuyển biến được. Nhìn thấy phu quân nhà mình có một con hồng xà trên tay trái và một con thiềm thừ trên tay phải, Hạ Nhược Tuyết chợt im lặng, thoáng có chút suy nghĩ, tuy nàng vốn không biết nguyên nhân trong đó, nhưng qua tình huống này cũng có thể xác định được, đúng là phu quân nhà mình đang đánh sâu vào dung linh cảnh, mà chuyện này đến quá mức đột ngột, khiến cho hắn căn bản không thể chuẩn bị đầy đủ từ trước nhưng như vậy lại có nghĩa là mọi trọng trách đều đè hết lên người nàng rồi còn nữa hài tử của chu hồng linh và phu quân sắp được sinh ra phu quân lại bế quan vào lúc này e rằng hắn không thể nhìn mặt đứa nhỏ khi nó chào đời đến đây hạ nhược tuyết lại nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất trở lại tu luyện thất của mình nàng thay đổi một bộ y phục khác thoáng sửa sang lại một chút sau đó nhanh chóng rời khỏi tu luyện thất cũng trực tiếp khóa trái cánh cửa kia lại phải biết rằng tu luyện thất của hạ nhược tuyết ở thiên trì bảo chính là một khu cấm địa tuyệt đối không cho phép bất cứ ai tự ý xông vào lúc này hạ nhược tuyết đã thay một bộ váy dài màu đen đây là y phục ngày thường nàng hay mặc sau đó bước dọc theo hàng hiên đi về phía trước rất nhanh đã đi tới dãy hành lang gấp khúc bên ngoài thư phòng một gã thị vệ trẻ tuổi đang canh giữ tại dãy hành lang gấp khúc này thị vệ chỉ có thể đứng gác bên ngoài hành lang gấp khúc không thể đứng ngay tại cửa thư phòng làm như vậy để phòng ngừa thị vệ lén lút nghe ngóng bí mật của bảo chủ. Ngươi đi nghỉ ngơi đi, buổi sáng ngày mai lại đến, buổi tối ta sẽ thủ tại chỗ này. Hạ Nhược Tuyết nói. Tuân mệnh. Thị vệ ôm quyền rời đi. Trong đêm khuya, Hạ Nhược Tuyết lặng lẽ ngồi trong góc hành lang, dáng người nàng tao nhã mà đoan trang, tựa như một đóa hoa sen màu đen. Nàng ngồi đây, chỉ vẻn vẹn là tĩnh tọa thôi lại nói, tuy quá trình tu luyện, bạch cốt huyết ma công, rất nhanh chóng, nhưng nhất định phải có huyết thực, nếu không có huyết thực, chỉ miệt mài tĩnh tọa tu luyện, vận chuyển công pháp, hoàn toàn không mang đến một chút ý nghĩa gì. Lúc này, Hạ Nhược Tuyết giống hệt một chú chó săn trung thành, tới canh cửa cho chủ nhân sáng sớm hôm sau, Chu Hồng Linh hoài thai 10 tháng, rốt cuộc cũng vỡ chung cả thiên trì bảo đều bận rộn. Hạ Nhược Tuyết trực tiếp đến tận nơi chỉ huy, lại phát hiện nơi này vốn không cần nàng tới chỉ huy, Lý Thủy Đạo đã sớm an bài hết thảy mọi chuyện từ trước rồi bà đỡ đã sớm chuẩn bị xong từ lâu, đang bận rộn ra ra vào vào, toàn bộ đều làm theo kế hoạch sẵn có, toàn bộ đều ngay ngắn có trật tự, điều duy nhất làm Hạ Nhược Tuyết cảm thấy phiền phức chính là sản phụ Chu Hồng Linh cứ một mực thét chói tai, cộng thêm tiếng thở dốc tràn ngập cả tiểu viện. Tiếng kêu của nàng ấy cứ liên miên không dứt, thậm chí càng ngày càng ngân vang. Hạ Nhược Tuyết đứng thẳng trong sân, nghe tiếng kêu nũng nịu của Chu Hồng Linh, ánh mắt càng ngày càng trở nên lạnh lùng. Nàng chậm rãi đi vào phòng sinh, nhìn khắp nơi trong phòng, ánh mắt lạnh lùng ấy lập tức làm cho bà đỡ và nhóm nha hoàng không dám có chút sơ suất nào. Hạ Nhược Tuyết lập tức nói với bọn họ, các ngươi đi ra ngoài, ta muốn nói hai câu với nàng. Bà đỡ vội vàng giải thích, nhưng nàng, đang sinh hài tử. Cút! Hạ Nhược Tuyết lạnh giọng nói. Bà đỡ và nhóm nha hoàng bị hung quang của Hạ Nhược Tuyết chứa tới, lập tức sợ tới mức đi như chạy trốn ra ngoài phòng sinh, trên mặt đầy vẻ sợ hãi, để hai người Hạ Nhược Tuyết cùng với Chu Hồng Linh ở lại bên trong. Chu Hồng Linh đổ mồ hôi đầy đầu, hài tử đã sắp sinh ra. Nàng nhìn hung quang ẩn giấu trên mặt Hạ Nhược Tuyết, không dám tiếp tục kêu lên nữa. Sắc mặt chuyển thành tái nhợt, mồ hôi trên trán lóe lên những tia ánh sáng nhạt, nàng cắn chặt hàm răng, không dám nói một câu nào. Sau một thoáng im lặng quỷ dị, Hạ Nhược Tuyết mới lạnh giọng nói, lúc này, phu quân đang bế quan đánh sâu vào dung linh cảnh không cần biết ngươi kêu lớn đến mức nào chàng cũng không đến nơi này thương tiếc ngươi đâu ngược lại nếu ngươi gây ồn ào làm ảnh hưởng đến quá trình tu luyện của phu quân thì đừng trách ta vô tình chu hồng linh há mồm to thở dốc rồi cắn răng nói nhưng ta sinh hài tử cho hắn mà hừ nếu không có hài tử của phu quân hiện giờ ngươi đã là một người chết rồi hạ nhược tuyết lạnh giọng cảnh cáo ngươi cần phải dốc toàn lực sinh nó ra cho ta nếu dám tiếp tục lớn tiếng ồn ào cô trương thứ âm thanh động tình ấy ta lập tức giết chết ngươi hạ nhược tuyết cất giọng cay nghiệt nói sau đó chu hồng linh thật sự không dám phát ra bất cứ âm thanh nào nữa chỉ có thể yên lặng dùng sức sinh hài tử ra lại nói từ sau khi nàng không kêu gào nữa vốn dĩ hài tử có chút khó sinh lại thuận lợi lộ cái đầu ra ngoài hạ nhược tuyết thấy hài tử sắp sinh lập tức xoay người rời khỏi phòng sinh nói với hai bà đỡ đang canh giữ ngoài cửa vào đi thôi, hầu hạ nàng sinh hài tử ra. Bà đỡ bị khí thế uy nghiêm của hạ nhược tuyết làm kinh sợ, không dám cãi lời, vội vàng tiến vào phòng sinh, bắt đầu chăm sóc chu Hồng Linh, trợ giúp nàng thuận lợi sinh hạ hài tử. Một lát sau, qua, một tiếng hài nhi khóc nỉ non cắt qua căn phòng yên lặng, khiến mọi người thoáng sửng sốt một hồi. Sau đó là âm thanh bà đỡ mang theo niềm vui lên tận lông mày, sinh rồi, là bé trai, nghe tin vui như thế, khóe miệng hạ nhược tuyết khóe công lên, lộ ra một nụ cười mỉm. Nàng chợt ngẩng đầu nhìn về phía tầng đỉnh của tòa thạch lâu bên cạnh, niềm vui tràn ngập dung nhan, thậm chí còn mơ hồ có một tia kích động. Phu quân, chàng làm phụ thân rồi, ta cũng làm mẫu thân rồi. Hạ nhược tuyết thì thào tự nói, thậm chí trong hốc mắt có một giọt lệ rơi. Tuy lý thủy đạo đột một tuyên bố bế quan, nhưng hết thảy mọi chuyện bên trong thiên trì bảo lại được bố trí gọn gàng ngăn nắp. Mấy ngày trôi qua, Lý Hải Long dẫn theo thương đội của gia tộc chậm rãi chạy vào thiên trì bảo. Cảnh tượng trước mắt làm lão vô cùng rung động. Thật ra mỗi một lần tiến đến thiên trì bảo, nơi này đều làm lão cảm thấy quá mức kinh ngạc, không sao tin được vào mắt mình. Hiện giờ, hai hòn non bộ được xây dựng ngay cạnh cánh cổng bên ngoài đã hoàn công. Công trường xây dựng lúc trước đã được thay thế bằng hai cột đá cực kỳ hùng vĩ, cắm thẳng lên trời. Ở phía xa xa, lão chợt nhìn thấy một bóng người mặc váy dài màu đen trực tiếp đi thẳng về phía mình. Một cơn gió lướt tới, khiến tà váy nhẹ nhàng thổi qua cẳng chân trắng như tuyết của nàng, mái tóc dài mềm mại sau lưng cũng lơ đãng bay theo gió. Lý Hải Long nhíu mày, lần này người ra nên đón lão lại chỉ có một mình hạ nhược tuyết thôi. Lý Thủy Đạo đâu? Lý Hải Long dò hỏi. Phu quân đã bế tử quan tu luyện đạo Pháp, hiện giờ ta chính là người quản lý thiên trì bảo. Hạ Nhược Tuyết trả lời vô cùng gọn gàng dứt khoát. Nghe vậy, nhóm chấp sự áo đen xếp thành hàng đang đứng sau lưng Hạ Nhược Tuyết cũng chỉ im lặng không lên tiếng, hiển nhiên bọn họ đã tán thành với quyết định này rồi. Tu luyện loại đạo pháp gì lại muốn bế tử quan? Lý Hải Long lộ vẻ mặt khó mà tin được. Có thể hắn đang đánh sâu vào nhị giai hay không, không đúng. Dù mỗi ngày hắn phục dụng một viên ngọc hành đan cũng không nên tu luyện nhanh như vậy. Phải biết rằng, Thông linh cảnh muốn đột phá dung linh cảnh cần phải vượt qua bình cảnh, đây là một cửa ải thật lớn, cản trở bước tiến của tu sĩ. Ngay cả những đệ tử đại gia tộc kia cũng phải mài dũa lâu dài tại bước ngoặt này, thậm chí kẹt lại chừng 10 năm cũng là chuyện bình thường. Hắn không dùng tới Âm Dương Hóa Linh đan chứ? Lý Hải Long lập tức hỏi dò. Hạ Nhược Tuyết lắc lắc đầu nói, "Phu quân vốn không có được Âm Dương Hóa Linh đan, chàng chỉ bế quan tu luyện đạo pháp mà thôi." Lý Hải Long vẫn giữ nguyên vẻ mặt hoài nghi của mình. Còn một sự kiện khác nữa. Hạ Nhược Tuyết chậm rãi nói, Chu Hồng Linh đã sinh rồi, là một bé trai. Nghe nói như vậy, Lý Hải Long chợt im lặng một lát mới nói, việc này Hải Mặc đã sớm dặn dò, cứ để hài tự ấy sửa thành họ Chu đi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.